Sankhya. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh lời đức Pháp Trang cô tu nữ tuệ duyên, cô tu nữ phúc hạnh. Dạ ấy mình kính chào quý anh chị, cảm ơn cô tuệ duyên, chị Trần Đào, chị Nhật Quỳnh, chị Rạng Đông. Dạ con kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Tân vừa quang lâm vào rừng. Dạ kính chào quý anh chị vừa quang lâm vào room. Con xin phép được trả bài Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Phú Tá Cá chương 3 Pháp Ba Chi phần 79 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba pháp này đưa đến tổn giảm cho tỳ kheo hữu học. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỳ kheo hữu học ưa thích công việc, thích thú công việc, đam mê ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, thích thú chuyện, đam mê ưa thích nói chuyện, ưa thích nằm ngủ, thích thú nằm ngủ, đam mê ưa thích nằm ngủ. Này các tỳ kheo, có ba pháp này đưa đến sự tổn giảm cho tỳ kheo hữu học. Này các tỳ kheo, có ba pháp này không đưa đến tổn giảm cho tỳ kheo hữu học. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỳ kheo hữu học không ưa thích công việc, không thích thú công việc, không đam mê ưa thích công việc, không ưa thích nói chuyện, không thích thú nói chuyện, không đam mê ưa thích nói chuyện, không ưa thích nằm ngủ, không thích thú nằm ngủ, không đam mê ưa thích nằm ngủ. Này các tỳ kheo, có ba pháp này không đưa đến tổn giảm cho tỳ kheo hữu học. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. Tỳ kheo thích công việc, thích thú trong nói chuyện và ưa thích nằm ngủ, sống dao động trạo cử. Vị tỳ kheo như vậy không thể nào chứng ngộ, chứng bồ đề tối thượng. Do vậy, đối với vị ấy, cần phải ít công việc, phải ít sự nằm ngủ, không được có tháo động. Vị tỳ kheo như vậy mới có thể chứng được chứng tối thượng bồ đề. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Em đã trả bài xong, em kính mời chị sư Mai tiếp theo. Em kính mời chị ạ. Dạ, cảm ơn Ái Minh, con sư Mai. Nam mô Buddha, dạ. Nam mô Thamma, dạ. Nam mô Sangha, dạ. Con kính lễ chư Tôn Đức, con kính lễ chư quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, sư Mai kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Phút Tát Cá chương 3, ba pháp, bài 79 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba pháp này đưa đến tổn giảm cho tỳ kheo hữu học. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỳ kheo hữu học ưa thích công việc, thích thú công việc, đam mê ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, thích thú nói chuyện, đam mê ưa thích nói chuyện, ưa thích nằm ngủ, thích thú nằm ngủ, đam mê ưa thích nằm ngủ. Này các tỳ kheo, có ba pháp này đưa đến sự tổn giảm cho tỳ kheo hữu học. Này các tỳ kheo, có ba pháp này không đưa đến tổn giảm cho tỳ kheo hữu học. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỳ kheo hữu học không ưa thích công việc, không thích thú công việc, không đam mê ưa thích công việc, không ưa thích nói chuyện, không thích thú nói chuyện, không đam mê ưa thích nói chuyện, không ưa thích nằm ngủ, không ưa thích nằm ngủ, không thích thú nằm ngủ, không đam mê ưa thích nằm ngủ. Này các tỳ kheo, qua pháp này không đưa đến tổn giảm cho tỳ kheo hữu học. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. Tỳ kheo ưa thích
Tỳ kheo thích công việc, thích thú trong công việc và ưa thích nằm ngủ, sống dao động trao trạo cử. Vì tỳ kheo như vậy không thể nào chứng ngộ, chứng bồ đề tối thượng. Do vậy, đối với vị ấy, cần phải ít công việc, phải ít sự nằm ngủ, không được có tháo động. Vị tỳ kheo như vậy mới có thể chứng được, chứng tối thượng bồ đề. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. À, kính mời cô Cẩm Vân, Sư Mai đọc rồi, kính mời cô nha. Dạ, Sư Mai xuống đây. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Sư Sư Mai. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, con kính hình lễ Đức Phật. Con kính hình lễ giáo pháp, con kính hình lễ Đức Tăng, con kính hình lễ Thường Tọa Minh Hạnh, Thường Tọa Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ, cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc kinh Tiểu Bộ Ý Thế Bụt Tha Cá, chương 3 Ba Pháp, bài 79 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỷ kheo, có ba pháp này đưa đến tổn giảm cho tỷ kheo ngũ học. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo ngũ học ưa thích công việc, thích thú công việc, đam mê ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, thích thú nói chuyện, đam mê ưa thích nói chuyện, ưa thích nằm ngủ, thích thú nằm ngủ, đam mê ưa thích nằm ngủ. Này các tỷ kheo, có ba pháp này đưa đến sự tổn giảm cho tỷ kheo hữu học. Này các tỷ kheo, có ba pháp này không đưa đến tổn giảm cho tỷ kheo hữu học. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỳ kheo hữu học không ưa thích công việc, không thích thú công việc, không đam mê ưa thích công việc, không ưa thích nói chuyện, không thích thú nói chuyện, không đam mê ưa thích nói chuyện, không ưa thích nằm ngủ, không thích thú nằm ngủ, không đam mê ưa thích nằm ngủ. Này các tỳ kheo, có ba pháp này không đưa đến tổn giảm cho tỳ kheo hữu học. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến tỳ kheo thích công việc, thích thú trong nói chuyện, ưa thích nằm ngủ, sống dao động trạo cử. Tỳ kheo như vậy không thể nào chứng ngộ, chứng bồ đề tối thượng. Do vậy, đối với vị ấy, cần phải ít công việc, phải ít sự nằm ngủ, không được có tháo động. Vị tỳ kheo như vậy mới có thể chứng được chứng tối thượng bồ đề. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Và Cống Dân đã đọc bài xong. Mến mời bàn tay của Sức Nhật Quân. Sa thú kính cảm ơn, cảm ơn. Nam mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tăng vừa quan tâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Và cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, Sức Quang Miệu, Sức Trạng Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và con xin được đọc bài, được cả bài. Tiểu Bộ Kinh Ý Thế Bụt Tha Cá, chương 3 Ba Pháp. Và cảm ơn Rạng Đông cho bài học. Bài 79. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến và tôi đã được nghe. Này các tỳ kheo, có ba pháp này đưa đến tổng giảm cho tỳ kheo hữu học. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỳ kheo,
Tỳ kheo hữu học ưa thích công việc, thích thú công việc, đam mê, ưa thích công việc, ưa thích nói chuyện, thích thú nói chuyện, đam mê, ưa thích nói chuyện, ưa thích nằm ngủ, thích thú nằm ngủ, đam mê, ưa thích nằm ngủ. Này các tỳ kheo, có ba pháp này đưa đến sự tận giảm cho tỳ kheo hữu học. Này các tỳ kheo, có ba pháp này không đưa đến tận giảm cho tỳ kheo hữu học. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỳ kheo hữu học, không ưa thích công việc, không thích thú công việc, không đam mê ưa thích công việc, không ưa thích nói chuyện, không thích thú nói chuyện, không đam mê ưa thích nói chuyện, không ưa thích nằm ngủ, không thích thú nằm ngủ, không đam mê ưa thích nằm ngủ. Này các tỳ kheo, có ba pháp này không đưa đến tổng giảm cho tỳ kheo hữu học. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến tỳ kheo thích công việc, thích thú trong nói chuyện và ưa thích nằm ngủ, sống dao động trào cử. Vì tỳ kheo như vậy không thể nào chứng ngộ, chứng bồ đề tối thượng. Do vậy đối vị ấy cần phải ít công việc, phải ít sự nằm ngủ, không được nói tháo động, không được có tháo động. Vì tỳ kheo như vậy mới có thể chứng đắc, chứng tối thượng bồ đề. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam Mô Bụt Thầy, dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng, kính cảm ơn sức răng đông đã phát bài học. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Bình kính cảm ơn, cảm vân, sức sương mai cô ái minh. Minh Quá Thanh Ná, sức trần đạo, sức răng đông, cô tu nữ tệ duyên đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ, bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới là Tiểu Bộ Kinh 80 La Mã. Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được thượng tòa Pháp Tân giảng giải. Nam Mô Bụt Thà, dạ. Nam Mô Tham Ma, dạ. Nam Mô Sang Kha, dạ. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Qua Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bồ Đà Ha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước mênh mang luôn chờ trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhắm phương lộc giá ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính chữ pháp từ đó là nhôm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp ven toàn một lòng chăn thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhớ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, cảm ơn Trạng Đông cho bài học. Dạ, trước khi con thỉnh sư lên giảng giải bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc chánh văn trước ạ. Bài học ngày hôm nay, Kinh Tiểu Bộ, Itivuttaka, chương 3, ba pháp. Phẩm 4, La Mã, bài 80 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được Bậc A-La-Hán nói đến, và tôi đã được nghe.
Này các tỳ kheo, có ba tầng tư bất thiện này, thế nào là ba? Tầm tư liên hệ đến tự đề các mình, tầm tư liên hệ đến lợi dưỡng cung kính danh vọng, tầm tư liên hệ đến lo lắng cho người khác. Này các tỳ kheo, có ba tầm tư bất thiện này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây điều này được nói đến: ai có sự liên hệ tự đề cao chính mình, liên hệ đến lợi dưỡng cung kính và tôn trọng, ai ưa thích vui thích làm thân làm bạn hữu, làm thân làm bạn hữu, những người ấy đứng xa diệt tận các kiết sử. Ai từ bỏ con cái, từ bỏ các loài vật, từ bỏ các lễ cưới, bỏ cất chứa tài sản, tỳ kheo ấy có thể chứng Bồ Đề vô thượng. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Nam mô Bụt Thaya. Và bản kinh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thaya. Dạ sư nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh, kính chào Đại Đức Pháp Trang, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Cái bài học hôm nay là chúng ta học qua phẩm thứ tư, La Mã, và bài số 80 ở trong La Mã. Thì cái bài học hôm nay đó thì chúng ta đã được nghe cái phần đọc phần chánh kinh rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ lần lượt giảng cái ý nghĩa của bài học hôm nay. Trước khi giảng bài học hôm nay đó thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt trước khi chúng tôi giảng. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phagavantang Apivadimi, nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Sakkhato Phagavata Thammo Thammang Nammasami, nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc thiết thực hiện tiền, vượt thời gian. Sobati Bano Phagavato Savakasango Sankhang Namasami, nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do đức lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Thaya. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, phần chánh kinh thì chúng ta đã nghe học rồi, đọc rồi. Bây giờ chúng tôi nhắc lại ba cái chi pháp chính ở trong cái bài học hôm nay. Đức Phật ngài dạy rằng chư tỳ kheo có ba tầm tư bất thiện này. Thế nào là ba? Thứ nhất đó là chúng ta thấy là tầm tư liên hệ đến tự đề cao chính mình. Cái thứ hai là tầm tư liên hệ với lợi dưỡng cung kính và danh vọng. Thứ ba đó là tầm tư liên hệ đến sự lo lắng cho người khác. Rồi lần lượt thì chúng tôi sẽ giải thích trong cái những cái ý nghĩa từ ngữ ở trong này.
Trước tiên đó là chúng ta nói đến cái sự tầm tư. Cái chữ tầm tư ở đây đó là tầm, tức là tìm kiếm. Và tư ở đây chính là chúng ta suy tư, nghĩ ngợi đến những điều đó. Suy tư, nghĩ ngợi đến những điều đó. Thì Đức Phật Ngài nói đây là ba cái tầm tư bất thiện. Ba tầm tư. Như vậy là cái mà tìm kiếm và nghĩ ngợi suy tư về ba cái này đó là ba pháp bất thiện. Chúng ta lưu ý vậy. Cảm ơn cô Ái Minh. Ở đây đó thì trước tiên đó là chúng tôi xin nói đến cái chi pháp thứ nhất mà Đức Phật Ngài gọi là cái tầm tư, cái suy tư tìm kiếm cái bất thiện thứ nhất, đó là tự đề cao lấy mình. Tự đề cao để mình. Chúng ta hiểu cái từ tự đề cao ở đây đó là chúng ta tự cao, tự mãn, hoặc là chúng ta tự cho mình là một cái nhân vật đặc biệt. Nhân vật đặc biệt. Ở đây đó thì quý vị biết rằng là cái tôi của mình nó lớn lắm nè. Mà nếu như chúng ta làm việc gì cũng vậy, mà chúng ta đưa cái tôi của mình lên hết tất cả đó, thì rõ ràng là chúng ta khó thành công lắm. Khó thành công lắm. Và khi mà mình đưa cái tôi đó, quý vị biết rằng cái tôi của mình nó lớn. Và khi mà mình làm cái việc gì mà mình đưa cái tôi lên đó, thì mình dễ dàng bị, thứ nhất là mình dễ dàng bị dấp ngã. Dễ dàng bị dấp ngã. Thì ở đây quý vị biết rằng khi mà mình chủ động làm một cái việc gì thì dĩ nhiên là chúng ta phải có sự chủ ý, cố ý, hay hoặc là chúng ta tác tạo những cái việc đó. Nhưng mà khi mà chúng ta đưa cái tôi của mình lên ở trường hợp nào, ở đây chúng tôi muốn nói, ví dụ như mình làm những cái việc thiện gì cũng vậy, có dịp để mà mình gần gũi, rồi cộng tác chung với những bạn hữu thân thiện của mình. Nhưng mà khi mà mình hài hòa với nhau, mình hài hòa với mọi người, để rồi mình làm những cái công việc đó đó, thì sẽ là đưa đến cái sự hoan hỷ tập thể đó. Thì phải nói rằng đó là cái sự chúng ta biết cách là vừa làm cho mình hoan hỷ và vừa làm cho người khác hoan hỷ. Còn nếu như mà mình đưa cái tôi của mình lên á, ta đây là quan trọng, không có mình thì không làm được, hay là mình ở đây là nếu như mà mình không có mình thì không có ta đó, thì rõ ràng là khó bao giờ thành công. Mặc dù là mình với vai trò là chủ đạo, ví dụ như chúng tôi nói là mình dẫn cho một nhóm nào đó, nhưng mà nếu như mà mình dẫn một nhóm nào đó để mà làm việc thiện đó, thì mình phải nghĩ cái đại thể. Chúng tôi gọi là cái đại thể. Đại thể tức là nghĩ đến một cái đoàn thể chung của mình. Trong kinh nói rằng nếu mà mình làm việc thiện sự gì đó, thì mình luôn luôn nghĩ đến cái đại thể. Và mình luôn luôn hướng với mọi người cùng chung để có một cái quan hỷ trong cái thiện sự nào đó, để cùng chung. Bởi vì nếu mà bố pháp bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự đó, ở trong một đoàn thể nào đó, bốn cái pháp đó Đức Phật Ngài dạy rằng ở trong một đoàn thể, đặc biệt là trên phương diện xã hội đó, nếu chúng ta có bốn cái pháp đó đó, thì chúng ta sẽ là một cái người nhiếp được mọi người. Nhiếp được mọi người có nghĩa là sao? Chúng ta có bố thí, chia sẻ, rồi chúng ta có ái ngữ, tức là nói những lời hòa nhã, nói những lời gắn bó, nói những lời lợi ích, nói những lời phát xuất từ ở tự tâm. Thì nếu chúng ta nói như vậy, chúng ta làm như vậy, ái ngữ đó, thì nó sẽ có sự kết nối và gắn bó với đoàn thể trong một hội chúng nào đó. Rồi chúng ta mang đến cái sự lợi ích, vừa là lợi ích cho mình, lợi ích cho người, và chúng ta cùng làm những cái việc đó cùng chung với mọi người. Chứ không phải là chúng ta là cái người mà
giống như là ta là người chú cá hay là ta là người lớn, ta không làm gì. Sự thật ra đó, quý vị biết rằng chúng ta làm việc thiện gì đó thì nó cũng phải phát xuất từ ở cái tâm tâm thiện của mình, đó là ý nghiệp thiện. Rồi chúng ta mới khởi lên cái khẩu nghiệp thiện, là chúng ta nói những lời tốt lành. Và cái thứ ba nữa là chúng ta có cái thân nghiệp thiện, là chúng ta cố gắng thực hành những điều đó và hướng mọi người cùng chung làm với thiện sự đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng có bốn cái pháp này đó, thì dù ở trên giai tầng nào trong xã hội, vai tầng nào trong xã hội, giai tầng nào trong xã hội, rồi là bất cứ một phương diện nào mà chúng ta có bốn pháp này thì làm cho một cái đoàn thể đó sẽ được hòa kính với nhau, sẽ được lớn mạnh hơn thêm ở trên phương diện này. Thì giờ ở đây, khi mà mình đề cao lấy mình á, thì quý vị biết rằng là cái tôi của mình càng lớn. Sự thật ra có khi mình tu á, nhiều khi mà mình không dẹp được cái tôi của mình nhiều quá, mình mà đưa cái tôi của mình lên thì cái việc đó cũng khó thành công lắm. Dạ, khó thành công. Và nếu như mình đưa cái tôi của mình lên thì nếu có chuyện gì nó xảy ra đó, nó có những chuyện gì mà nó không như ý thì chúng ta dễ bị phiền muộn lắm. Nói như vậy để cho quý vị biết rằng không phải là mình làm rồi ai làm gì làm, rồi là mình không quan tâm tới, hay là mình cứ tới đâu thì tới, chứ mình cũng không có đặt nặng vấn đề đó. Thì cái việc đó không có quan tâm, không có chăm chút trong cái việc thiện, hay là không có làm những việc thiện, thì rõ ràng cái việc thiện đó chúng ta, nó có cái kết quả là chúng ta hờ ơ quá, thì nó cũng không có cái kết quả tốt. Như vậy thì ở đây muốn nói, cái điều mà chúng ta tự đi tìm kiếm hoặc chúng ta suy tư là cho mình là cái gì đó quan trọng lắm, thì cái tôi của mình nó hiển hiện lên. Và khi mà mình giống như mình làm việc thiện gì đó mà mình đặt cái tôi của mình nhiều quá đó, thì nhiều khi đó cái chuyện gì mà nó làm cho mình hài lòng, thích thú, thì tự động cái lòng cao ngạo của mình nó trở nên tăng trưởng, trở nên quan trọng. Bởi vì mình thấy không có mình thì rõ ràng là việc này không thành công, hay hoặc là không thể nào thành công một cách mỹ mãn. Và do vậy đó thì chúng ta do đặt cái tôi của mình nó nhiều quá, nó cao quá, nó lớn quá, cho nên là chúng ta không thể nào mà dằn được cái bản ngã của mình xuống. Như vậy thì khi mà mình đặt cái tôi đó, còn cái việc gì mà nó không thành công á, do mình đặt cái tôi đó không như ý của mình được, không như ý mình được, thì quý vị biết rằng hả, càng đông á thì có những sự bất đồng khác nhau về quan điểm, càng khác nhau về cái cách hành xử, rồi càng khác nhau trong cái cách suy tư của mỗi người. Và do vậy đó thì mình phải thấy một cái điểm chung, thấy một cái điểm chung nhất á, đó là mình biết làm sao lèo lái để bỏ tôi của mình. Một khi cái điều gì mà nó không thành công á, thì chúng ta, nếu mà chúng ta đặt cái tôi của mình lên nhiều quá đó, thì mình sẽ khổ đó. Mình sẽ khổ. Giống như chúng tôi muốn nói nè, bản thân của mình là một vị trụ trì. Mọi việc ở trong chùa mình sắp xếp, từ ở đối nội đối ngoại, từ chư tăng Phật tử đối nội đối ngoại xung quanh mình. Rồi có những việc á, nó không như ý của mình được, nó không như ý mình, tại vì mình thì mong muốn nó như thế này như thế nọ, nhưng mà nó không như ý mình được thì mình sẽ buồn. Bởi vì lúc đó là mình đặt cái tôi của mình, đặt cái tôi của mình lên, cho nên mỗi chuyện là phải như vậy. Nhưng mà đời mà, thế gian mà, nó có những chuyện không như ý mình đâu. Và do vậy đó mình phải tập cho cái tâm của mình nó xả, tập cái tâm của mình đừng có chấp bất cứ một cái điều gì. Khi mà mình chấp là mình sẽ khổ. Cái thành công của mình trên một cái việc gì đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái đó cũng là cái nhờ sự cố gắng của mình, nhờ cái sự hợp lực của nhiều người lại, chứ mình cũng không tài đức gì.
Rồi nhờ cái sự tu tập của mình, rồi nhờ cái sự cố gắng của mình mà mình làm cái việc thiện sự đã được thành công, thì xem như là mình nghĩ rằng đó là cái điều thượng duyên. Nhưng mà có điều chi nó bất trắc, nó không như ý của mình được, thì cũng đừng vậy mà mình, bởi vì mình đặt cái tôi của mình. Cái thứ hai mà chúng tôi muốn nói, ở trong kinh có một cái hai chi pháp mà Đức Phật Ngài dạy, cũng kinh trong kinh Tăng Chi. Đức Phật Ngài dạy rằng khanh ti và sô rách chá. Chữ khanh ti ở đây là nhẫn nại, nhẫn nại. Nếu chúng ta làm cái việc gì cũng vậy, trên đường tu của chúng ta, nếu chúng ta thiếu đi cái sự nhẫn nại, thiếu đi cái sự kham nhẫn, thì chúng ta khó bao giờ thành công. Cho nên là đó là điều quan trọng. Cái thứ hai nữa là chữ sô rách chá. Chữ sô rách chá ở đây đó dịch là nghiêm tịnh. Dịch là nghiêm tịnh có nghĩa là sao? Chúng ta phải tập cái tâm của mình nó nhu nhuyến. Nhu nhuyến, chúng tôi nói nó nhu nhuyến. Nhu là sao? Là nó mềm mại đó. Nhu nhuyến là nó mềm mại, nó nhẹ nhàng. Nhuyến là mềm mại, nhẹ nhàng. Tập cái tâm của mình là vậy. Khi mà mình tập cái tâm của mình có sự nhu nhuyến và mềm mại như vậy đó, thì mình mới hạ cái mình xuống, hạ cái tôi của mình xuống, mình mới có thể đem cái lòng cung kính với những bậc đáng cung kính. Mình đem cái lòng của mình cung kính với bậc đáng cung kính. Bởi nhiều khi là mình gặp những người Phật tử đó, những người lớn tuổi, những người Phật tử lớn tuổi, thì họ hay gặp quý sư. Họ nói họ là đệ tử của quý ngài rồi này ha. Ngài Thậu Tông, Ngài Thiện Lực, Ngài Bửu Chơn, Ngài Tịnh Sự, vân vân. Chúng tôi nói như vậy là sao? Họ nói họ đệ tử quý ngài á, có nghĩa là họ là thuộc về chặt dặn sư bác, sư bá của mình á. Khi mà họ nói ra như vậy đó, thì có nghĩa là họ có một cái thái độ và họ có một cái suy nghĩ là tôi là một cái người lớn. Nhưng mà sự thật ra thì cái mức độ tu tập của một người đó ra sao thì mình cũng không biết. Nhưng mà họ nói như vậy để tỏ ra cái thái độ là tôi là cái người lớn. Thì ở đây chúng tôi ví dụ như vậy cho quý vị thấy rằng nè, cái cuộc tu này đó là mình tu á, là mình để dẹp bỏ cái bản ngã của mình. Mà mình không dẹp bỏ được cái bản ngã của mình thì muốn chuyện nó cũng là cái sự hệ lụy khổ cho cái đời sống. Cho nên ở đây đó, khi mà mình đề cao lấy mình, đó là cái sự trở ngại cho chính mình. Trở ngại cho chính mình. Hồi nãy chúng tôi đã nhắc lại hai cái chi pháp đó, là Đức Phật Ngài dạy là khanh ti và sô rách chá. Chữ sô rách, sô rách chá, có nghĩa là nhẫn nại và nghiêm tịnh. Thì cái thái độ đó là hai cái pháp này nó gần gũi và chúng ta cần phải thực hành rất là nhiều. Quý vị biết là nhẫn nại với tha nhân, nhẫn nại với hoàn cảnh sống, nhẫn nại với phiền não của chính mình, nội tâm của mình nó ham muốn cái này, nó thích cái kia, nó khó chịu cái nọ. Thì mình phải biết cái tâm của mình là như vậy, mình cũng phải nhẫn nại nữa. Rồi nhẫn nại với những người chung quanh của chúng ta, rồi nhẫn nại với hoàn cảnh sống nữa, vân vân. Nhẫn nại rất là nhiều. Rồi mình tập cái tâm của mình nó phải là nhu nhuyến lại, làm cho cái tâm của mình nó hạ cái tôi của mình xuống, để rồi chúng ta tu tập, để rồi chúng ta gặp những cái cảnh. Chúng ta thấy ở trong chánh tạng, trong kinh kinh, Đức Phật Ngài mô tả rằng phản ứng thuận nghịch. Phản ứng thuận nghịch, phản ứng thuận nghịch. Mình mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, thân mình xúc chạm, tâm mình suy nghĩ, thì mình dễ dàng sanh ra một cái phản ứng thuận nghịch. Mà Phật dạy mình đừng có phản ứng thuận nghịch. Thuận là tham khởi lên, mà nghịch là sân khởi lên. Quý vị thấy không? Nó tác hại vô cùng, tác hại cho cái đời sống tu tập nội tâm của mình rất là nhiều. Vì vậy cho nên ở đây đó, Đức Phật Ngài nói nếu mà mình có tầm tư liên hệ với đời cao tự chính mình á, thì mình nên, đó là những cái trở ngại, cái pháp tầm tư bất thiện đó, chúng ta nên loại bỏ những điều đó. Cái thứ hai nữa đó, cái chi pháp thứ hai ở đây đó, chúng ta thấy nè, Đức Phật Ngài dạy là tầm tư liên hệ đến lợi dưỡng, cung kính
và danh vọng. Quý vị thấy, thì ở đây không phải là chỉ mình phải hiểu rằng Đức Phật dạy đối tượng ở đây là chư tỳ kheo, nhưng mà chúng ta phải hiểu là Đức Phật dạy cho tứ chúng, chứ không phải chỉ riêng cho chư tỳ kheo đâu. Ở đây đó gồm có là Phikkhu, Phikkhuni, Upasika, Upasaka, tức là tỳ kheo, tỳ kheo ni, cận sự nam, cận sự nữ. Chúng tôi nói như vậy để cho quý vị thấy là Đức Phật ngày dạy vậy. Thì bây giờ khi Đức Phật ngày nói rằng là mình khởi lên một cái tầm tư, tức là mình đi tìm kiếm và cái suy tư những cái điều mà mong được cái lợi dữ, mong được cái lợi dữ. Ngay từ ở lần đầu tiên Đức Phật thuyết pháp độ năm anh em Kiều Trần Như ở tại vườn Lộc Giả, Lộc Uyển đó, Đức Phật giảng cho năm anh em Kiều Trần Như, thì Đức Phật có dạy chư tỳ kheo, đặc biệt năm vị, Đức Phật ngài bảo rằng nên bỏ hai cái pháp, nên bỏ hai cái pháp đó là gì? Kama sukhanlika yoga, tức là lợi dưỡng, bỏ cái lợi dưỡng, bỏ cái lợi dưỡng. Cái thứ hai là attakila mattha yoga. Trong cái bài kinh chuyển pháp luân có hai cái chi pháp đó. Thì ở đây đó là cái con đường lợi dưỡng mà Đức Phật ngài đã đi qua rồi, khi ngài còn là Bồ Tát, là ngài đã hưởng thụ không biết là bao nhiêu rồi. Cho nên cái lợi dưỡng đó là một cái làm cho cái tham tâm của mình nó sanh khởi lên, đắm nhiễm, dính mắc ở trong cái lợi dưỡng đó, lợi dưỡng đó. Cho nên trong cái bài kinh Trung Bộ, kinh Dụ Lỗi Cây đó, thì ở đây chúng tôi cũng nói luôn, một người có đầy đủ cái sự lợi dưỡng, nó cũng chỉ là một cái thành, cũng chỉ là một cái bước tiến của con người thôi, của cái người tu tập. Một người đầy đủ sự cung kính cũng là một bước tiến của con người. Thí dụ như mình thấy các vị trưởng lão được mọi người cung kính, được một người hộ độ như vậy, thì cái đó cũng chỉ là một bước tiến thôi, chứ cũng chưa phải là một cái rốt ráo. Và một người thành tựu về giới, thành tựu về định, nó cũng chỉ là một bước tiến. Tuy nhiên bước tiến đó thì nó cũng phải qua từng chặng đường, chặng đường, giống như là nấc thang mà chúng ta cần phải bước lên thôi. Nhưng mà ở đó đừng cho đó là cứu cánh. Đức Phật ngày dạy vậy. Cho nên cái người mà thành tựu về lợi dưỡng, thành tựu về cung kính, thành tựu về giới hạnh, thành tựu về thiền tịnh và thành tựu về đạo quả cuối cùng đó, chứng quả vị A La Hán, thì cái đó đó là mục đích của phạm hạnh. Còn đi tìm lỗi cây thì không phải là cái đó, là những cái kia đó nó không phải là cái lỗi cây. Chúng ta hiểu là lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, những cái đó nó không phải là cái mục đích cuối cùng, không phải là cứu cánh của phạm hạnh. Mà thành tựu giới cũng không phải là cứu cánh của phạm hạnh, thành tựu thiền định cũng không phải là cứu cánh của phạm hạnh, mà chúng ta cần phải đi qua giới định tuệ, tức là đạo quả, để đạt được cái cứu cánh của phạm hạnh, đó là quả vị vô sanh, tức là tận diệt phiền não. Cái việc tu của chúng ta là vậy. Như vậy thì ở đây lợi dưỡng nó cũng là một cái phước. Nếu mà mình tính ra đó, lợi dưỡng, cung kính và danh vọng đó, thì cái đó cũng là một cái phước hữu lậu của mỗi người. Nhưng quý vị biết rằng là trong kinh thì Đức Phật ngài có dạy, có một lần nọ khi mà công chúa Sumana trên Băng Chi, Đức Phật hỏi ngài nàng công chúa Sumana: thưa với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu có hai vị xuất gia đó, một vị có bố thí và một vị không có bố thí, thì việc giống nhau và khác nhau như thế nào? Thì Đức Phật ngài mới nói là nếu một vị có bố thí và một vị không có bố thí, thì về phương diện giác ngộ, thì nếu mà vị đó đồng niềm tin, hai vị đó đồng niềm tin, tức là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, nhân quả, luân hồi, nghiệp báo, sự thanh tịnh của Bậc Thánh, tin Pháp để đưa đến an lạc, thanh tịnh, thì cái đó đồng niềm tin. Rồi đồng giới hạnh, tức là cả hai vị tỳ kheo cũng giữ giới được trong sạch tốt đẹp, và đồng trí tuệ, tức là trí tuệ tu tập giác ngộ giống như nhau, dù là tuệ hiệp thế hay là tuệ siêu thế, thì về phương diện tu chứng thì giống như nhau. Nhưng mà một vị có bố thí và một vị không bố thí thì khác nhau.
Một vị có bố thí nếu mà ở đời đó mà sanh lợi làm người thì đầy đủ tài sản, đầy đủ vật chất. Sanh lợi cõi trời thì hưởng được thiên sắc, thiên hương, thiên thọ mạng, thiên danh xưng. Còn nếu mà vị đó mà xuất gia đó, thì cái vị có bố thí sẽ được đầy đủ những cái phương tiện khi người ta dâng cúng y, phục vật thực, trú xứ, thuốc chữa bệnh, những cái gì cần thiết ở trong đời sống thì người ta sẽ khổ độ cho người đó, cái vị tỳ kheo đó. Sự khác nhau là như vậy. Còn tu chứng thì giống như nhau, sự khác nhau là một vị có bố thí. Và điều đó chúng ta thấy đệ tử của Đức Phật, hai cái hình ảnh của một bậc thánh mà chúng ta gặp, bậc thánh vô lậu đó nha, đó là hình ảnh của ngài Siêu Lý, là một vị đệ nhất về tài vật, tài lộc. Một vị thứ hai đó là ngài Lô Sát Cá, cũng là một vị thánh, nhưng mà cứ đói suốt, không đầy đủ cơm để mà ăn. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng đó là hai cái phước của hai vị khác nhau. Những cái quả báo nhất định và quả báo bất thiện nhất định, và có những cái phước quả của phước thiện nhất định. Vì vậy cho nên là chúng ta lưu ý ở cái chỗ đó. Như vậy thì một người được lợi dưỡng, đó là cái phước hữu lậu của người ta. Phước hữu lậu của người ta được cung kính, mình biết rồi. Mình người xưa, ông bà tổ đức chúng ta nói một cái câu như thế này: nhất ẩm nhất trác gia do tiền định. Một miếng cơm, một ly nước, nhất ẩm nhất trác gia do tiền định. Thì chúng ta hiểu cái chữ tiền định ở đây đó là cái phước của chúng ta. Chúng ta được một chén cơm, được một manh áo, thì chúng ta phải hiểu rằng đó là nhờ, nhìn ở góc độ của Phật giáo đó, thì nhờ chúng ta có cái phước chúng ta mới được đầy đủ như vậy. Còn nếu như chúng ta không có phước thì chúng ta bị kém mặt này kém mặt kia. Cho nên cái lợi dưỡng đó, cũng đừng, đối với người tu á, đối với chư vị xuất gia tỳ kheo, không phải là một cái cốt cánh của phạm hạnh, không phải là rốt ráo đâu. Rồi được cung kính cũng vậy. Bây giờ nè, nếu như mình được cung kính thì có lẽ là thứ nhất là cái bản thân của chính mình. Bản thân của mình nói là một vị tỳ kheo tu tập á, là mình ngoài cái thân giáo á, ngoài cái khẩu giáo á, thì còn có cái thân giáo nữa. Ngoài cái khẩu giáo thì còn có cái thân giáo nữa. Tức là ngoài cái lời nói để giáo dục, nhắc nhở, hướng dẫn cho đệ tử, thì còn có cái thân giáo, tức tự mình sống được chân chánh, tự mình điều phục lấy mình. Cho nên trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật ngài dạy là lành thai phòng hộ mắt, lành thai phòng hộ tai, lành thai lành phòng hộ mũi, lành thai phòng hộ lưỡi, lành thai phòng hộ tăng thân, và lành thai phòng hộ tâm. Đức Phật ngài dạy vậy. Cho nên cái phòng hộ nó mới quan trọng. Cái đời sống của mình trong cái mọi cái quay nghi Đức Phật có dạy rồi, mình hoạt động đi đứng nằm ngồi làm sao, trong cái sinh hoạt đi đứng nằm ngồi mình đều có cái chánh niệm. Người ta gọi là tri hành hợp nhất. Tri là biết, hiểu, hành tức là làm của chúng, việc làm của chúng ta. Chúng ta hiểu và làm đó, nó đồng giống nhau. Khi chúng ta hiểu và chúng ta làm nó giống với nhau như vậy, nó là cái tốt. Như vậy thì cái cung kính á, ở đây chúng ta nếu mà một là chính bản thân của chúng ta phải tốt, để cho mọi người khác quý trọng mình. Mình không phải là ham cái sự quý trọng, nhưng mà tự động, giống như là hữu xạ tự nhiên hương. Ông bà chúng ta, tổ đức chúng ta nói một cái câu là hữu xạ tự nhiên hương, tức là một người chỉ cần mình làm tốt là được rồi, tự động cái hương nó tỏa ra. Hay hoặc là trong kinh Pháp Cú là dạy rằng mùi hương các thứ danh qua tuyệt thơm nhưng khó sánh qua hương người. Hương người đức hạnh thanh tươi xông lên bát ngát khắp dời thiên cung. Có nghĩa là Đức Phật ngài dạy rằng các cái thứ hoa đó thì nó có thể tỏa mùi hương, mùi thơm, nhưng mà cái mùi thơm đó nó không thể bay ngược chiều gió. Chỉ có cái mùi hương của cái những người đức hạnh. Nói ở đây tức là cái người mà có giới hạnh, có đức hạnh, thì chẳng những trời và người đều biết đến cái đức hạnh của mình, cái giới hạnh của mình,
giống như Đức Phật được sự kính mến của từ nơi Đức Trời Đế Tích, hoặc là các vị chư thiên phạm thiên quý trọng Đức Phật là như vậy. Thì ở đây, cái mùi hương đó, đó mùi hương của những người giới hạnh, nó sẽ bay lên tất cả cõi trời. Chư thiên và chư thiên cũng như là nhân loại đều biết được cái giới hạnh của vị đó. Thì điều đó rất là quan trọng. Điều đó rất quan trọng. Cho nên là người ta cung kính mình. Cái thứ hai, nếu nó là quả báo, nếu nó là cái quả lành, thì có thể là mình gặp người ta mình cung kính do cái quả của cái nhân của đời trước mình biết quý trọng, kính trọng. Giống như bây giờ là mình gặp người ta mình không biết chào hỏi thì chúng tôi nói là nhân quả nha. Tôi nói nhân quả hiện tại. Tức là có giống như là mình dòm, người ta nói mình mất lịch sự, người ta nói mình không có văn quá, thiếu văn quá, hay hoặc là người ta nói mình là không có pháp cung kính, vân vân. Thì từ đó, cho nên là mình, nếu mà mình muốn được cái nhân lành để có cái quả lành á, thì mình phải cung kính những bậc trưởng thượng, những bậc giới đức. Như trong Kinh Pháp Cú Đức Phật dạy là thường quan hỷ tôn thờ Tam Bảo, nhất là tôn trưởng lão cao tăng, được điều tăng trưởng phước phần, sống lâu vui vẻ, an bằng đẹp sinh. Cho nên cái người mà được người khác cung kính á, thì cái người đó cũng phải là có cái phước. Nếu mình nói nhân quả, nhân lành cho quả vui, nhân thiện thì cho quả an lành, như vậy thôi. Và bản thân của mình phải là sống tốt, sống có giới hạnh, sống có đạo đức, thì người ta quý trọng mình. Điều đó là điều tất nhiên. Nhưng mà cái điều này đó không phải là cái rốt ráo của phạm hạnh đâu, không phải là cứu cánh của phạm hạnh. Rồi bây giờ danh vọng, chúng tôi nói luôn danh vọng. Danh vọng ở đây đó thì sự thật ra là danh vọng thì ai cũng muốn, ở đời thì ai cũng muốn danh vọng ở khía cạnh này, khía cạnh kia. Nhưng mà mình bị dính mắc ở trong cái danh vọng đó thì rõ ràng là mình bị khổ đó, khổ đó. Cho nên nếu mà một người ở đây đó, mình thấy là cái đời sống tu tập của Đức Phật ngày xưa đó, cũng như là chư vị thánh đệ tử của Đức Phật ngày xưa đó, là chuyên tâm do cái cho cái đời sống nội tâm của mình. Tức là mình nói nội hàm của một cái vị xuất gia, của một vị đệ tử của Đức Phật, sống đời sống nội hàm, tức là nội lực ấy, bằng phương pháp, bằng thiền định, bằng giới hạnh, bằng trí tuệ, vị đó thành tựu được những cái nội hàm của chính mình, nội hàm của chính mình. Và vì vậy đó cho nên là chúng ta thấy rằng một người mà ham mê danh vọng, ham mê danh vọng, thì chính vì ham mê danh vọng, dính mắc ở trong danh vọng, thì người đó ổng sớm muộn thì cũng phải bị khổ. Chúng tôi nói một cách đơn giản nè, nếu chúng ta không có địa vị gì ở trong xã hội, không có địa vị gì hết ở trong cái gì hết, chỉ là một người chân tu, chuyên tu thôi, không có cái gì hết, thì không có gì mà để cho chúng ta phải bị khổ. Còn cái người mà có danh vọng á, thì danh vọng mà bị mất á, họ khổ. Danh vọng càng lớn thì bị khổ, bị mất á, khi mất á, thì khổ càng nhiều. Cho nên mình đừng để rằng cung kính, đừng để lợi dưỡng, cung kính và danh vọng trói buộc mình. Thì nếu mà một người mà tầm tư, tầm tức là tìm kiếm, mà tư tức là suy tư đến những điều mà để có những điều đó, thì có khi đó, quý vị biết đó, người ta cũng sẵn sàng có những cái thủ đoạn. Mình nói ở đây người ở ngoài xã hội, ở đời, người ta sẵn sàng vì danh vọng, vì lợi lộc, vì cái gì đó, họ sẵn sàng có những cái thủ đoạn. Và những cái thủ đoạn xấu ác đó đó, để rồi họ hại với nhau. Nhưng mà mình nói ở đây đó, thì một người mà có lợi dưỡng, có cung kính, có danh vọng, thì những điều đó đó tự nhiên nó có, không phải là chúng ta phải tự tìm kiếm, tự dính mắc, tự này đến kia. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy ở đây. Nếu chúng ta cho rằng cung kính, danh vọng, lợi dưỡng liên hệ đến cung kính, danh vọng và lợi dưỡng, chúng ta dính mắc vào trong đó, thì rõ ràng là chúng ta bị khổ. Khổ gì? Nó trói buộc cái tâm của chúng ta và làm cho chúng ta cũng không thanh thản được để chúng ta an tâm tu tập. Trong khi cái một người đặt cái mục đích chính của mình là đời sống phạm hạnh, thanh lọc nội tâm, chứ không phải là cái rốt ráo
không phải đó là cứu cánh, đó là cuối cùng của mình, mà mình cần phải phấn đấu. Cái chi pháp thứ ba ở đây đó, quý vị thấy là tầm tư liên hệ đến lo lắng cho người khác. Cái chỗ này thì quý vị cũng cần phải hiểu. Ở đời đó, mình ở một cái vai trò nào, địa vị nào, vai trò nào, thì mình luôn ở đời, người ta luôn luôn có trách nhiệm trong cái vai trò của người ta. Ví dụ cha mẹ thì có trách nhiệm với con, bởi vì trong kinh Đức Phật Ngài dạy là bổn phận làm cha làm mẹ thì một là ngăn chặn không cho con làm việc ác việc xấu, hai là khuyến khích con làm việc thiện, ba là nuôi dưỡng giao tài sản cho con, nhắc nhở cho con giữ gìn truyền thống, vân vân. Thì những cái trách nhiệm đó là trách nhiệm của người cha người mẹ đối với con, và ngược lại những người con cũng có cái trách nhiệm đối với cha và mẹ. Chúng ta sống không phải là vô tư, không phải là không quan tâm với người khác, không phải là không động lòng trắc ẩn với những người khác, những người chung quanh. Trong Phật giáo chúng ta có hai cái điều đó. Trong Phật giáo chúng ta có hai điều, thường thường ở các ngôi chùa Bắc truyền có hai cái tựa là từ bi và trí tuệ. Từ bi và trí tuệ. Khi mà mình quan tâm với người khác, có thể đó nó cũng liên quan đến cái từ tâm. Mà ở đây đó là chư tổ của Phật giáo Bắc truyền họ khai triển cái tâm từ. Nói như vậy không có kể lẽ là những người theo truyền thống Phật giáo Nam truyền thiếu đi cái tâm từ, không phải. Mà Phật giáo Bắc truyền người ta khai triển tâm từ rộng ra, từ đó họ mới nghe những cái từ gọi là Bồ Tát Đạo, hay là nghe nhiều cái từ mà chúng ta thấy đi vào đời rộng lớn. Còn trong khi Phật giáo Nam truyền thì chúng ta đặt nặng và triển khai về trí tuệ. Tức là ở đây chúng tôi muốn nói là nội hàm. Nội hàm. Đối với nhiệm vụ những người hậu học chúng ta đó, thì chúng ta phải kết hợp cả hai cái điều đó lại, hai cái pháp đó lại. Từ bi và trí tuệ, cả truyền thống Phật giáo Bắc truyền cũng như Phật giáo Nam truyền đều phải có. Đều phải có. Cho nên ở đây đó, không có nghĩa là chúng ta thiếu đi tâm từ mà chúng ta bỏ đi cái, chúng ta đặt nặng cái tâm từ mà chúng ta bỏ đi cái nội hàm tu tập của chúng ta về trí tuệ. Còn ngược lại, nếu chúng ta đặt nặng về trí tuệ mà chúng ta thiếu đi cái tâm từ, bởi vì tâm từ cũng là một trong những cái pháp để chúng ta tu tập. Trí tuệ là một trong những cái yếu tố then chốt để đột phá được, cắt bỏ được cái vô minh phiền não của chúng ta. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta cần phải làm rõ cái câu này. Như vậy thì chúng tôi nói là mình có ở trong một cái vai trò nào thì mình phải có trách nhiệm ở vai trò đó. Giống như các sư đây nè. Các sư ở đây nè. Sự thật ra đó thì những người nào, những vị nào tu thiền chuyên nghiệp, chuyên á, lo hành thiền không á, thì tốt. Nhưng mà không có nghĩa là các cái phận sự chấp tác ở trong một cái trú xứ đó mình lại thiếu. Không phải. Ngay cả quý sư trước khi đi nhập hạ đó, chỗ nào mà cỏ rác nhiều cũng phải dọn. Không để rắn rít, không để côn trùng nó ở quay quanh mình. Mình phải dọn dẹp. Nước á, ở trong nhà vệ sinh hay nước ở trong nhà tắm mình cũng phải xách cho đầy đủ, chà rửa cho sạch sẽ. Ở nhà trù, nhà bếp đó, chúng ta cũng phải làm cho nó sạch sẽ. Chứ không phải là để cho nó bề bộn, nó dơ bẩn, hay hoặc là những cái côn trùng, rắn rít, mối dế gì đó nó ở chung với mình. Không phải, kiến ở chung mình. Điều đó đó là một trong những cái sự trở ngại, chướng ngại cho cái đời sống tu tập của mình. Như vậy thì chúng ta sống ở đâu? Giống như chúng ta đọc ở trong kinh Trung Bộ, chúng ta nhớ ba cái vị trưởng lão, ba cái vị A-la-hán ở chung với nhau. Ngài Mandali, rồi ngày ba ngày chúng tôi nhớ ba vị. Ba vị nói như thế này nè. Khi mà ba vị đó nhập hạ an cư mùa mưa ở tại một cái nơi đó, ở trong rừng, ở một cái nơi đó thanh vắng, thì khi mà trở về đảnh lễ Đức Phật thì Đức Phật thường hỏi là các thầy đi đến đó khất thực có dễ dàng hay không, rồi các thầy sống có được an vui hay không.
có được đời sống tu tập có được tiến triển hay không. Thì ba vị nói là bạch Đức Thế Tôn, chúng con sống vì tâm của người khác chứ không phải sống vì cái tâm của mình. Chúng ta nghe cái câu rất là đặc biệt. Chúng con sống vì tâm của người khác chứ không phải sống vì cái tâm của mình. Và chúng con sống hòa hợp nhau như là nước và sữa. Nó hòa hợp như vậy. Ở đây là chúng ta nói trạng thái và tâm tính sở hành của một bậc thánh. Và chúng ta là những người phàm phu á, thì nên bắt chước theo các ngài một thứ nào đó, một chút nào đó thì cũng là một cái điều tốt rồi. Điều tốt rồi. Trở lại. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là mình sống trong cuộc đời này thì mình có những cái trách nhiệm. Nhưng đừng để cái tâm của mình á, dính mắc vào đó quá nhiều. Dính mắc vào một cái gì đó. Để từ đó cái tâm mình mới khổ lị. Giống như chúng tôi nói là mình ở nhà thì có những chuyện mà nó hư như thế nào đó. Thì cái tâm mình cũng phải tập cho cái tâm của mình đừng có buồn phiền hay đừng có dính mắc, đừng có thương nhớ hay dính mắc gì nhiều. Và đối với chúng tôi cũng vậy, ở chùa cũng vậy. Những cái việc đó thuận duyên thì làm, không thuận duyên thì thôi. Mà đến thì làm được những điều đó, xem như là mình cũng nghĩ rằng đó cũng là nhờ cái phước, nhờ cái sự thành tựu tốt, như vậy thôi. Chứ mình cũng đừng nghĩ rằng là cái điều đó không nên thì mình buồn. Hoặc là cái điều đó nó thành tựu thì mình sanh ra tự mãn, mình sanh ra cái tự kiêu, rồi mình sanh ra nhiều thứ ở nội tâm. Thì cái điều đó không nên, không nên. Chúng tôi muốn nói gì vậy? Tùy theo cái giai tự. Và cái câu mà Đức chúng ta nhớ ở trong kinh đó, có một cái điều như thế này nè. Trong một cái kinh, trong một cái bài kinh có một cái Đức Phật ngài ví dụ cái miếng gỗ này nếu không bị những cái nguyên nhân thì miếng gỗ này nó sẽ xuôi theo dòng, nó sẽ trôi ra đại dương, nó sẽ trôi ra đại dương. Ở đó nó có một điều, nếu miếng gỗ này không mục xuống, không mục giữa dòng sông mà nó bị mục á, thì nó sẽ rã ra, nó chìm xuống. Hai nữa, nó không bị trôi dạt bên này hoặc trôi dạt bên kia. Tức là ở đây chúng tôi không nói hết, giải thích hết những cái điều đó. Và nếu không bị người nhặt đi, thì ở trong cái câu mà gọi là không bị người ta nhặt đi, thì miếng gỗ đó sẽ trôi ra đại dương. Thì ở đây đó là nó hợp với cái ý nghĩa là mình bị dính mắc với lại người này người kia, bị lo lắng đó. Tâm mình lo lắng dính mắc vô những điều đó, thì chính dính mắc ở trong đó đó là mình bị cột rối. Không phải là mình vô tư, nhưng mà mình dính mắc với những điều đó đó thì là mình bị cột rối, cột trong đó. Thì nó đúng với cái ý nghĩa là bị người nhặt đi. Cho nên cái miếng gỗ đó, đó nó không thể nào mà nó trôi ra đại dương được, bởi vì bị người nhặt đi rồi. Nó không trôi dạt bờ bên này, nó dính vô bờ bên này, hoặc là giờ bên kia không bị mục xuống thì nó bị người nhặt đi. Mà không bị người nhặt đi thì nó không bị những cái nguyên nhân đó, thì miếng gỗ đó sẽ trôi ra đại dương. Thì Đức Phật ngài nói cuộc tu của chúng ta như vậy. Chúng ta giữ cái tâm của mình, đừng để bị thường kiến, đừng để bị đoạn kiến, đừng để bị tham dục, đừng bị những cái pháp thế gian nó trói buộc chúng ta. Ở đây chúng ta hiểu là lo lắng cho người khác chính là cái gọi là bị pháp thế gian đó. Pháp thế gian nó trói buộc mình. Cho nên cuộc đời khi mà mình biết là nhân ngã bỉ thử, tôi người này người kia vân vân, nhân ngã bỉ thử, rồi bị tám ngõ đời là được lợi mất đợi, được danh mất danh, được quyền tước mất quyền tước, được còn được và mất vân vân. Thì những cái ý nghĩa đó đó chúng ta thấy rằng làm cho người ta bị bận lòng, làm cho bận lòng. Và vì vậy cho nên ở đây muốn nói, tức là mình có những cái thiện sự gì chúng ta làm, chúng ta thực hiện những thiện sự đó, chúng ta đừng để những cái điều, cái gì đó ở thế gian, chúng ta bận rộn vì chuyện thế gian. Vì sao Đức Phật dạy chúng ta đừng nên nói chuyện phù phiếm trong cái gọi là thập thiện nghiệp đó. Thì chúng ta nhớ là thân ba, khẩu bốn, ý ba.
thì cái gọi là khẩu bốn thì trong đó có một điều đó là nói những lời phù phiếm. Vì sao Đức Phật ngài nói là nói những lời phù phiếm nó không tốt? Nói chuyện đầu trên xóm dưới, bến nước bến xe chợ búa nơi này nơi kia, người này người nọ, mình nói như vậy đó là tâm của mình bị chi phối. Cho nên nếu mà để suy tư thì chúng ta nên suy tư như thế nào để tâm của chúng ta đừng bị rối buộc bởi tham sân si. Để mà nói thì chúng ta nói như thế nào để tâm của mình đừng bị dính mắc ở trong cái điều mà mình nói, dính mắc ở trong cái phiền não do tham sân si nó sanh khởi lên. Và để mà suy tư thì chúng ta nên suy tư những điều gì tốt nhất, chứ đừng nên suy tư ở đây là suy tư sao? Trong kinh gọi là suy tư thiện tầm, tức là suy tư đến vô dục, tức là không tham. Suy tư đến vô hận, tức là không sân. Suy tư đến vô hại, tức là không có quan trái, không có cột quan trái với mọi người, không có đem tâm hãm hại với mọi chúng sinh. Thì cái đó gọi là suy tư thiện, hay là tư thiện, hay là tầm thiện, thiện tầm, thiện tầm. Mà trong bát chánh đạo thì chúng ta thấy rồi, chánh tư duy, chánh kiến, chánh tư duy, thì cái chánh tư duy ở đó là chỉ cho ba thiện tầm đó, chỉ cho ba thiện tầm đó, tức là vô dục tầm, tức là không có tham á, vô sân tầm là không có sân, vô hại tầm tức là không có não hại tổn thương những chúng sinh khác. Đó là một trong những cái suy tư mà chúng ta cần phải suy tư. Như vậy thì chính ba cái pháp này nè, chúng ta thấy là Đức Phật ngài nói là đó là ba cái pháp bất thiện mà làm cho cái vị tỳ kheo bị trì trệ đời sống tu tập của mình. Và trong nội dung của kệ ngôn này, Đức Phật ngài dạy rằng ai có sự liên hệ tự đề cao chính mình, ở đây nói là ngã mạn ha. Cái thứ hai là liên hệ đến lợi dưỡng, cung kính và tôn trọng. Ai ưa thích vui thích, ai ưa thích vui thích, làm thân với bạn hữu, này là liên hệ đến người khác nè, chỉ dính mắc ở trong với người khác đó, lo lắng người khác, người ta vui người ta buồn cái gì đó thì mình bị chi phối những cái điều đó rất là nhiều. Nếu như chúng ta xong trong cái cuộc tu của chúng ta đó mà để mà tâm của chúng ta bị dính mắc với lại chuyện thiên hạ đó, cái chuyện gọi là cái chuyện xã hội, chuyện nhiều đời nhiều đó, thì làm cho chúng ta bị giới hạn trong cái đời sống nội tâm của chính mình. Tận diệt các cái sử, ai từ bỏ con cái, từ bỏ các loài vật, từ bỏ các lễ cưới, bỏ cất chứa tài sản, tỷ kheo ấy có thể chứng bồ đề vô thượng. Thì mấy cái câu sau này đó, trước nhất đó là ai từ bỏ con cái, đây là đời sống xuất gia, từ bỏ con cái, rồi từ bỏ loài vật, tức là không có nuôi con vật gì. Đúng luật ra đó là chư tỳ kheo không nuôi con gì hết. Tại vì nuôi thì sao? Nuôi thì mình phải dính mắt rồi cho nó ăn, rồi cho nó đủ thứ chuyện trên cuộc đời đó. Nó bệnh rồi cũng phải lo. Cái ý của Đức Phật là vậy, không có sở hữu một cái gì, con cái, rồi con loài vật cũng không, rồi từ bỏ các lễ cưới, ở đây là mai mối, chúng ta liên quan tới chuyện này, bỏ chất chứa tài sản, ở đây là hiểu là cái tài sản thật đó nha, cái nghĩa đen á, là tài sản thật, tỷ kheo ấy có thể chứng bồ đề vô thượng. Thì có thể nói rằng cái điều ở đây đó là Đức Phật ngài muốn nói là mình nên từ bỏ ba cái tư duy bất thiện này, từ ở cái tư duy là tự cao, đề cao chính mình. Cái thứ hai nữa là tư duy liên quan đến cái sự làm cách này cách kia để có được cái lợi dưỡng, để có được cái cung kính, để có được cái danh vọng, mà ai chú trọng những điều đó thì không phải là cái tốt cho cái đời sống tu tập của mình. Và điều cuối cùng mà Đức Phật ngài nói là liên hệ tầm tư đến, liên hệ đến lo lắng cho người khác, tức là mình bị dính mắc ở đời đó. Mà nãy ví dụ là ở trong kinh vụ khúc gỗ đó, Đức Phật ngài nói miếng gỗ mà nếu nó không dạt bờ bên này bờ sông, bờ bên kia bờ sông, không bị mục chìm xuống dưới đáy,
không bị người nhặt đi thì miếng gỗ đó nó bật quà là ma quỷ phi nhân nó cắp đi thì miếng gỗ đó sẽ trôi ra ngoài đại dương. Thì cũng như vậy, nếu một người mà bị miếng gỗ, cuộc tu mình nó giống như miếng gỗ vậy đó, chúng ta trôi ra đại dương là để nói đến cái sự giải thoát của mình. Mà nếu như chúng ta bị người khác nhặt đi là tức là bị sự trói buộc của những gọi là xã hội đó, những người xung quanh của chúng ta, chúng ta bị cái điều này điều kia nó hệ lụy cho chúng ta, cái đời sống chúng ta không có thanh thản được, không có tu tập được, thì chúng ta bị trói buộc. Thì cái miếng gỗ đó bị người khác nhặt đi thì không thể nào trôi ra biển được, là như vậy. Thì ở những cái kệ ngôn mà Đức Phật ngài nói ở khúc sau đó là tận diệt các kiết sử, ai từ bỏ con cái, từ bỏ các loài vật, từ bỏ các lễ cưới, bỏ cất chứa tài sản, tỷ kheo ấy có thể chứng Bồ Đề vô thượng. Điều này được Đức Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Thì ở đây đó, trong cái ý nghĩa này chúng tôi xin trình bày bấy nhiêu, thì chúng ta phải hiểu rằng ba cái pháp mà gọi là tư duy bất thiện mà chúng tôi vừa trình bày. Thứ nhất là chúng ta đừng có tìm kiếm hoặc là suy tư thường xuyên làm cách này cách kia để đề cao chính mình và cái ngã mạn của mình, cái tôi của mình nó lớn quá thì làm cho cái tâm mình cũng bị vướng mắc phiền lụy. Đó là một pháp suy tư bất thiện. Cái thứ hai nữa là chúng ta đừng có suy nghĩ như thế này cái kia, cách này cách nọ để người khác cung kính mình, để người khác mình được cái sự thụ hưởng lợi dưỡng, rồi được danh vọng gì, mình đừng có nghĩ đó. Bởi vì cái cuộc tu của chúng ta không phải đó là cứu cánh, đó không phải là rốt ráo, mà cứu cánh phạm hạnh của chúng ta đó là giải thoát, là như vậy. Và cái điều thứ ba mà Đức Phật ngài nói là liên hệ tầm tư, liên hệ đến người khác, tức là mình bị người, bị xã hội, bị ngoài cuộc đời này nó lôi kéo dính mắc vào bất cứ một cái thứ gì ở trên cuộc đời này, khi chúng ta dính mắc vào thì tâm của chúng ta không được an lạc. Đó là như vậy. Thì chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời ở trong cái nội dung bài giảng này. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Xin hướng nguyện phần phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử tu nữ chúng ta được an vui ở trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Thượng tọa Pháp Tân đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng tọa, và con kính thỉnh Thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính nhân mít đến sư. Rukato sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa buddha nava vena sada sati vavantue. Rukato sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa dhamma nava vena sada sati vavantue. Rukato sapa mangalang rakhanto sapa devata sapa sangha nava vena sada sati vavantue. Tất cả phương pháp ăn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thanh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả cố tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh, Thượng tọa Pháp Tăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Trang cùng chư Tôn Đức đã vào luân chứng minh cho chúng con được thọ trì quý giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cẩm dân hồi hướng. Ya ne wa ta sam ti vi ha ra wa si ni thu bê gà rê bồ thi gà rê ta hình ta hình ta thăm ma đà đê na pa quan thu vô chi ta xót thiên gà rôn tê tha vi hà ra măng đá lê thê ra cha map cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca
Gama cha de sa ni gama cha isara sapana puta sukita pavan tu te cha la bu cha ye pi cha anda sampawa samse da cha ta athavo papatika niyani kang dhamma wa sangpatit cha te sabbe pi dukkha sakarantu sankhayang tha tu chi rang sa tang dhammo dhamma thara cha buddhala tang kho ho tu samakko va athaya cha hi ta ya cha amhe rakkhantu sat dhammo sabbe pi dhamma charino uttim sampavudayama Thammariyapa về đi tề. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào đúng nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống mít.